Với phương châm nước rút đến đâu, vệ sinh trường lớp đến đấy, ngành giáo dục Hà Nam đã chỉ đạo các nhà trường tích cực dọn vệ sinh trường lớp, bảo đảm các điều kiện cần thiết để việc dạy và học sớm trở lại bình thường. Sân khu vui chơi ngoài trời ở trường mầm non xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam hiện tại vẫn ngập sâu khoảng 50 cm. Khi nước rút dần ra khỏi các phòng học, các lực lượng gồm quân đội, y tế, hội đoàn thể xã cùng các giáo viên nhà trường bắt tay ngay vào dọn dẹp vệ sinh, phun hóa chất khử khuẩn các phòng học, đồ dùng học tập. Ngập lụt hơn một tuần nay cho trẻ nghỉ, đến ngày hôm nay thì là nước đã rút toàn bộ trong các phòng học và chúng tôi đã huy động tất cả các chị em giáo viên, cán bộ, nhân viên trong nhà trường ở điểm trung tâm về để dọn. Đến thời điểm này thì các phòng học cũng đã được vệ sinh xong. Trong đợt mưa lũ vừa qua, toàn tỉnh Hà Nam có 6 trường mầm non, 12 trường tiểu học, 12 trường trung học cơ sở, 3 trường trung học phổ thông bị ngập sâu trong nước lũ, khiến gần 10.000 học sinh phải tạm thời nghỉ học. Đến nay vẫn còn trên 3.000 học sinh, chủ yếu của huyện Thanh Liêm, vẫn chưa thể đi học lại vì nước vẫn chưa rút hết. Đến thời điểm này thì chúng tôi đã có 6 trường nước rút ra khỏi lớp học và đang tiến hành dọn vệ sinh trường lớp. Trong quá trình dọn vệ sinh trường lớp thì huy động tổng toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên đến dọn và được sự hỗ trợ của nhân dân địa phương phối hợp với các ngành y tế phun khử khuẩn để chuẩn bị đón học sinh đến trường. Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang được ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Nam phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương thực hiện với phương châm bảo đảm an toàn mới cho học sinh quay trở lại lớp học và chuẩn bị các phương án bảo đảm chương trình học tập theo khung năm học 2024-2025 đúng quy định. Thưa quý vị, trong những ngày qua, lũ lụt đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Hàng loạt trường học bị ngập úng, gây gián đoạn việc dạy và học. Trong tuần này, học sinh ở nhiều địa phương tỉnh Ninh Bình sẽ bắt đầu đi học trở lại. Ngành giáo dục tỉnh Ninh Bình đã khẩn trương triển khai công tác khắc phục thiệt hại do mưa bão, chuẩn bị cơ sở vật chất, chỗ ăn ở bán trú, bảo đảm điều kiện sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường. Với phương châm nước rút đến đâu vệ sinh đến đó, một số trường học trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã phải cho học sinh nghỉ học. Để bảo đảm cho việc học tập của học sinh không bị gián đoạn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nho Quan yêu cầu đối với các trường học thuộc các xã bị ảnh hưởng, nắm chắc tình hình học sinh tại các thôn bị ngập lụt, đồng thời hướng dẫn học sinh tự học, bảo đảm an toàn đi lại và sinh hoạt cho các em học sinh. Thì chúng tôi cũng đã triển khai các cái phương án phòng chống tại trường, và đồng thời là cũng có phương án để sau khi mà nước rút thì chúng tôi cũng quay trở lại trường để tổng vệ sinh trường lớp cũng như là kê lại các cái trang thiết bị để đảm bảo đón các cháu vào để tựu trường. Để bảo đảm an toàn cho học sinh, thời gian qua đã có 86 trên 477 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã chủ động cho học sinh nghỉ học đến khi nước rút, trong đó có 64 trường phải cho tất cả học sinh nghỉ học, 22 trường có một bộ phận học sinh phải nghỉ học. Nhà trường thì luôn luôn phải chủ động cao nhất cái công tác là sẵn sàng đón học sinh khi trở lại trường, khi mà tình hình đã đảm bảo an toàn. Liên quan tới việc đó thì phải xây dựng kế hoạch là tăng giờ, kế hoạch tăng buổi học hoặc là cái kế hoạch cá nhân hóa đối với lại mỗi em học sinh để sao đảm bảo là nỗ lực cao nhất để học sinh có điều kiện được đến trường. Hiện các trường tại tỉnh Ninh Bình đang tích cực chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón học sinh trở lại ngay khi bảo đảm các điều kiện an toàn cho việc đi lại cũng như công tác tổ chức dạy và học. Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang cho biết, tối ngày 15 tháng 9 có 29 em học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm tại liên hoan Trung thu, hiện đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện. Đến nay sức khỏe đã ổn định, một số cháu đã ra viện. Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang đã tiếp nhận 72 cháu, trong đó có 29 cháu có các triệu chứng ngộ độc thực phẩm, 43 cháu không có các triệu chứng ngộ độc, chủ yếu do tâm lý, vẫn được đưa đến khám sàng lọc. Học sinh ổn định đã được ra viện. Vụ việc xảy ra tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Xín Mần. Tối ngày 15 tháng 9, nhà trường tổ chức liên hoan Trung thu cho khoảng 300 em học sinh. Đồ ăn gồm kẹo, bim bim, bánh gạo, thạch rau câu, nước sinh tố, trà chanh. Sau khoảng 30 phút, có một số học sinh bị ngộ độc. Hôm qua ngày 17 tháng 9, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Hà Giang về việc điều tra, xử lý vụ việc.
Chiều ngày 17 tháng 9, tại xã Đắc Tờ Can, huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam với sự đồng hành của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giót Việt Nam đã tổ chức tổng kết chương trình Cùng Bé Lớn Khôn, trao tặng 80.000 hũ váng sữa hỗ trợ trẻ em nghèo tại các tỉnh Tây Nguyên. Chương trình Cùng Bé Lớn Khôn diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 17 tháng 9 là hoạt động không chỉ mang lại giá trị dinh dưỡng mà còn lan tỏa tinh thần yêu thương, kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng đối với những trẻ em đang thiếu hụt dinh dưỡng tại những nơi có điều kiện sống khó khăn, mang lại hy vọng và niềm vui cho các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Tại lễ tổng kết chương trình, 80.000 hũ váng sữa đã được trao tặng cho trẻ em nghèo tại Tây Nguyên. Trong đó, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam trao cho tỉnh Kon Tum 20.000 hũ. Để các em thiếu nhi nơi vùng cao biên giới được tận hưởng một mùa trung thu rộn ràng, ấm áp, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình Biên cương, Đêm hội trăng rằm, góp phần động viên các em cố gắng vượt qua hoàn cảnh, nỗ lực vươn lên trong học tập. Trong tiếng trống, tiếng nhạc rộn ràng, các em thiếu nhi vùng cao được hò reo, náo nức trong các câu chuyện của chú Cuội, chị Hằng, được rước đèn ông sao, pha cỗ đêm trung thu. Ban tổ chức đã trao hàng nghìn suất quà cho các em trên địa bàn xã biên giới Dân Hóa, huyện Minh Hóa, cũng như các em có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới của nước bạn Lào. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cũng đã tặng 23 chiếc xe đạp và đồ dùng học tập cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong học tập. Để ủng hộ trẻ em thiếu nhi các tỉnh biên giới phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3, tại chương trình, ban tổ chức cũng đã phát động quyên góp được gần 42 triệu đồng. Thưa quý vị, giải phóng mặt bằng là khâu mất nhiều thời gian trong quá trình đầu tư thực hiện dự án. Nguyên nhân cơ bản là chưa có sự thống nhất giữa các bên liên quan để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho nhân dân cũng như tiến độ dự án trọng điểm. Quận ủy Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết 03 nhằm tăng cường đối thoại, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đại gia đình bà Trần Thị Thương có 8 anh chị em, mỗi người một nguyện vọng khác nhau, dẫn đến thiếu thống nhất trong thời gian bàn giao mặt bằng. Kiên trì vận động, thuyết phục, sau lần tiếp xúc thứ 6 với tổ giải phóng mặt bằng, tất cả các thành viên trong gia đình đều đã thống nhất bàn giao đất để thi công dự án. Xa này nhà nước hỗ trợ thêm cho mỗi nhà một ít nữa, rồi mới hè làm để đi. Đó là tóm chị em nhất quyết là đi đó. Bám cơ sở, nắm chắc từng hoàn cảnh gia đình, giải thích thấu tình đạt lý để người dân hiểu rõ và quan trọng nhất là công khai minh bạch chính sách, chính là những kinh nghiệm mà các tổ giải phóng mặt bằng ở các dự án trọng điểm qua địa bàn quận Liên Chiểu rút ra sau hơn 3 năm thực hiện nghị quyết số 03 của quận ủy. Trong đó rất nhiều hộ có những cái khó khăn nhất định thì địa phương cũng đã tìm một cách để đề xuất cấp trên xem xét giải quyết thấu tình đạt lý với tinh thần là khi giải tỏa nó lỡ mới bằng hoặc là hơn so với lại cái nợ cũ. Chúng tôi đã thực hiện tiếp dân ít nhất một dự án một lần trên tuần và các cái dự án thì đều được giao cho các cái tổ chức từ mặt trận, dân vận cũng như là các chính quyền địa phương vào cuộc đồng loạt để triển khai. Từ tinh thần nghị quyết số 03, công tác giải phóng mặt bằng của các dự án trọng điểm trục 1 Tây Bắc, đường ven biển nối cảng Liên Chiểu, dự án cảng Liên Chiểu đã có bước chuyển rõ rệt. Đây cũng chính là hiệu quả của việc thực hiện tốt phương châm, đảng nói, dân tin, mặt trận đoàn thể vận động dân theo, chính quyền làm, dân ủng hộ. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra hôm nay. Theo bài viết trên báo Nhân dân, tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét mùa mưa bão đang ngày càng gia tăng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân trong vùng thiên tai. Mặc dù chính quyền thành phố và địa phương đang triển khai hiệu quả nhiều biện pháp phòng ngừa, nhưng đối với khu vực xảy ra sạt lở và nguy cơ sạt lở, tính mạng và tài sản của người dân sẽ bị đe dọa nếu không được sơ tán kịp thời. Vì vậy, cần sớm có phương án sắp xếp dân cư khỏi vùng nguy hiểm. Thưa quý vị, để tái thiết hoạt động sản xuất kinh doanh sau bão, nhiều ý kiến cho rằng cần các giải pháp quyết liệt hơn nữa như xóa nợ, triển khai gói vay với lãi suất 0%. Trao đổi với báo Lao động, một số ý kiến chuyên gia đề xuất có thể kéo dài chính sách giảm thuế VAT 8% cho khu vực bị ảnh hưởng do bão lũ hay gia hạn thời gian đóng thuế, kê khai thuế, đồng thời thúc đẩy câu chuyện bồi thường về bảo hiểm. Tuy nhiên, quan trọng nhất
phải tác động vào tổng cầu của khu vực bị ảnh hưởng nặng nề sau bão. Bởi tổng cầu tăng thì tổng cung tăng trưởng tương ứng, khi đó sẽ tạo ra thế cân bằng giúp đẩy mạnh sản xuất kinh tế khu vực có thể phục hồi. Những ngày qua, nhu cầu đối với thị trường vật liệu xây dựng, đặc biệt là các mặt hàng tôn, thép, nhôm gia tăng do những tác động rất lớn của bão số 3 Yagi. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của báo Đại Đoàn Kết qua các đại lý vật liệu xây dựng, giá cả trên thị trường vẫn khá ổn định, không có hiện tượng trục lợi, đẩy giá, nâng giá sản phẩm, giá nhân công. Các chuyên gia khuyến cáo để tránh những tổn thất do mưa bão gây ra, người dân khi xây sửa nhà cửa cần phải lưu ý, lựa chọn vật liệu tốt. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các loại tôn giả, tôn nhái kém chất lượng. Vì vậy, việc sử dụng tôn chính hãng sẽ giảm được khả năng tốc mái khi gió bão gây ra. Chuyển sang thông tin trên báo Kinh tế và Đô thị. Thưa quý vị, nông nghiệp là trụ cột kinh tế của Việt Nam. Thế nhưng hiện nay, việc tiêu thụ nhiều nông sản, đặc sản tại thị trường trong nước lại gặp khá nhiều khó khăn, phụ thuộc vào thương lái. Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, có tình trạng đứt gãy trong liên kết sản xuất tiêu thụ là bởi nhiều nông dân vẫn sản xuất theo hướng gieo trồng rồi mới tìm kiếm nhà tiêu thụ. Khi thị trường biến động, liên kết không chặt chẽ sẽ xảy ra việc người dân không tiêu thụ được sản phẩm, trong khi doanh nghiệp lại thiếu hàng. Báo Tuổi Trẻ số ra hôm nay có bài viết Hàng hóa dồi dào ra Bắc. Nhiều doanh nghiệp lương thực thực phẩm phía Nam cho biết vẫn đang tiếp tục tăng lượng sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao sau bão lũ tại phía Bắc, đồng thời khẳng định sẽ giữ giá ổn định, thậm chí khuyến mãi từ 15 đến 30%. Theo Bộ Công Thương, Bộ đã chỉ đạo cho các sở và các doanh nghiệp phân phối đẩy mạnh nhập khẩu rau củ từ miền Trung, miền Nam để đưa ra hệ thống phân phối tại miền Bắc. Nhiều đơn vị đã tăng tần suất xe đưa hàng từ 3 đến 5 lần so với bình thường, nên hàng hóa cơ bản được đáp ứng, đặc biệt là nguồn hàng từ các địa điểm bán lẻ hiện đại. Theo thông tin trên báo Tiền Phong, hiện nay nhiều doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ bội thu đơn hàng trong năm 2024 mà còn tăng tốc sản xuất cho mùa cao điểm vào cuối năm. Đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tăng trưởng tín dụng trên địa bàn thành phố sau khi giảm nhẹ vào tháng 7 đến tháng 8 vừa qua đã tăng lên 0,75%. Đây là dấu hiệu rất tích cực đối với kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Đáng chú ý, đến nay thành phố đã có gần 43.000 khách hàng doanh nghiệp được cơ cấu lại nợ với tổng dư nợ đạt hơn 41.400 tỷ đồng. Mặc dù nhập học chưa đầy một tháng, nhưng nhiều tân sinh viên đã nhấp nhổm muốn chuyển ngành học và trường học. Trao đổi với báo Giáo dục và Thời đại, một số ý kiến chuyên gia cho rằng để hạn chế tình trạng trên thì cần phải làm tốt khâu tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông. Theo đó, các trường trung học phổ thông cần phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức tư vấn chuyên sâu việc lựa chọn ngành trường học cho học sinh lớp 12. Việc này cần được làm bài bản, khoa học, tránh làm hình thức và lan man.